Mấy cái này các bạn làm, các bạn làm kê kê sản phẩm để gia công đó, rất là ngon nha. Tại vì sao? Tại vì nó có nhiều lỗ ốc nè, mình bắt mấy cái đầu gá rất là dễ. Thứ nhất, thứ hai là nó có nhiều khoảng trống, mình gia công á, cái ba vớ nó lọt xuống dưới á, đó. Hoặc một số chi tiết là mình khoan á, mình cho nó xuống đây luôn, mình canh ngay ngay cái vị trí này nè, mình cho nó xuống luôn nha, nha rất là đẹp, phẳng phiu nha. Hàng này hàng ta gia công, đó, cho nên là cái này là cái lỗ này mình bắt xuống cái bàn, nha. Còn cái bề mặt này thì mình cứ đặt lên, đặt tấm gì đó lên mình gia công. À, nếu mà bàn rộng có thể lấy hai cái này, quá ngon luôn. Dân chạy máy thì mấy cái này rất là khoái nha, về mình khỏi cần gia công mấy cái lỗ các bạn nha, mình không cần gia công mấy cái lỗ nha, nó có sẵn hết nè. Ở đây làm thoát đường nước cũng được. Đó. Cái lỗ nào mình bắt xuống bàn thì bắt nha, còn không thì mình bịt lại hết. Đó, làm thoát đường nước cũng được, ví dụ như vậy nhé. Quá đẹp, quá ngon.